vị và các bạn đã quay trở lại kênh tin giải trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất sau Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Minh Tuyết tiết lộ không gian sống trong biệt thự tại Mỹ. Nữ ca sĩ Minh Tuyết vừa khoe ảnh một góc biệt thự của gia đình tại Mỹ. Em gái của Cẩm Ly đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên người chồng doanh nhân. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Minh Tuyết đăng tải một số hình ảnh trong căn biệt thự của vợ chồng cô tại Mỹ. Sau một quãng thời gian bôn ba chật vật với công việc, thì bữa nay mới có chút thời gian chăm sóc nhà cửa và thoải mái nhẹ. Đúng là không đâu bằng nhà mình, bình yên, nhẹ nhàng và thanh thản, nữ ca sĩ chia sẻ. Trong loạt ảnh, Minh Tuyết khoe ảnh hồ bơi sang trọng và góc bếp ấm cúng được trang trí bằng nhiều loại hoa. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống giàu sang của Minh Tuyết. Ca sĩ Ngọc Anh, 3A chia sẻ, giờ mới thật sự sống cho mình nè, bạn cống hiến cho đời quá nhiều rồi, nghỉ ngơi thư giãn nhé, nhớ nhà quá này bạn, Tuyết ơi, diễn viên Hồng Đào bình luận. Minh Tuyết khởi nghiệp từ sớm tại Việt Nam bằng việc lập đôi song ca với chị em gái Cẩm Ly. Tuy nhiên vào năm 1997, nữ ca sĩ quyết định một mình sang Mỹ lập nghiệp và chỉ 3 năm sau đó, cô đã nhanh chóng gặt hái được những thành công nhất định. Đầu năm 2013, em gái của Cẩm Ly lên xe hoa với doanh nhân Diệp Nghi Khai. Đám cưới của cả hai được tổ chức tại một trong những khách sạn danh tiếng của Sài Thành. Trong nữ ca sĩ nắm trong tay nhiều dự án bất động sản lớn. Hiện Minh Tuyết có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng đại gia. Ông xã Diệp Nghi Khai luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho vợ tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Minh Tuyết thường xuyên nhận show ở Việt Nam. Cô còn đảm nhận vai trò giám khảo tại một số game show. Cận cảnh biệt thự rộng lớn và xe khủng của Đàm Vĩnh Hưng ngay tại Mỹ. Là một trong những nam ca sĩ có thu nhập khủng nhất nhì showbiz, Đàm Vĩnh Hưng hiện đang sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Mới đây anh chia sẻ, việc mới mua thêm nhà ở Mỹ bởi sự kỹ tính, cầu toàn và muốn nhanh chóng hoàn tất căn nhà, anh đã tự vận chuyển một khối lượng đồ đạc rất lớn từ Việt Nam qua Mỹ. Hello Việt Nam, đã đến Mỹ rồi. Cả nhà yên tâm, hành lý hơi nhiều, muốn xệ xe, khó tánh quá phải đúng tông màu phải ngay lập tức mới chịu. Chỗ nào nói 3 ngày, 1 tuần là phải phủ đích đứng lên sorry liền. Cái nết gì kỳ, vậy phải chấp nhận làm con lừa thồ hàng thôi. Cấm than vang, kêu ca là tác. Vâng, phải rinh 32 cái màn cửa sổ, 3 bộ đèn chùm, cái nào cũng 50 kg trở lên, cái nặng nhất 72 kg, 28 đôi dài, hàng loạt đồ diễn để bớt bên này, giải cứu bên kia, cùng vô số đồ dùng hàng ngày. Đã hứa là sẽ không chất đồ đạc nhiều như ở Việt Nam, ok, hứa là sẽ giữ lời mà hết sức đơn giản, như cái shop được không? Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Căn nhà bên Mỹ của Đàm Vĩnh Hưng được xây dựng trên một khu đất rộng, bao quanh là nhiều cây cối, hoa lá đẹp mắt. Toàn bộ căn nhà được phủ một màu nâu vàng sang trọng, thiết kế theo phong cách trẻ trung hiện đại mới mẻ. Không những vậy, qua những bức ảnh Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, dân mạng còn nhận ra chiếc ô tô sang trọng có biển số là tên của nam ca sĩ đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Vậy là ngoài những tài sản đáng ngưỡng mộ tại Việt Nam, Đàm Vĩnh Hưng đã có thêm khối tài sản nhà xe hoành tráng tại nước Mỹ phồn hoa. Ca sĩ Minh Tuyết và chồng Việt kiều sống chung 16 năm mới cưới. Sau gần 2 thập kỷ chung sống, tới giờ Minh Tuyết và chồng Việt kiều vẫn còn là vợ chồng son vì chưa bận rộn chuyện con cái. Vợ chồng cô tâm niệm con gái là lộc trời cho. Minh Tuyết thổ lộ, cô sang Mỹ sinh sống và lập nghiệp đã được 20 năm. 3 năm kể từ khi chân ướt chân ráo sang Mỹ, cô quen anh Điệp. Cả hai lặng lẽ kết hôn sau một thời gian tìm hiểu và gắn bó. Tuy nhiên, thành vợ thành chồng 16 năm, cặp đôi mới quyết định tổ chức hôn lễ ra mắt mọi người. Với Minh Tuyết, thì Diệp Kel là người thành đầu tiên cô yêu sang nước ngoài định cư và tới giờ vẫn là người duy nhất chiếm trọn trái tim của cô. Chia sẻ về cuộc sống riêng, Minh Tuyết tâm sự. Cô quan niệm trong hôn nhân, quan trọng nhất là đối phương cho mình cảm giác yêu họ thực sự. Nữ ca sĩ cho biết, cô ý thức rất rõ mỗi người là một cá thể độc lập và không có ai hoàn hảo. Vì thế, sự va chạm hay khúc mắc trong sống chung là chuyện bình thường. Có điều, chính nhờ cảm giác an toàn mà dịp mang lại, cô có thể gạt qua mọi thứ. Ca sĩ Minh Tuyết tiết lộ, ông xã là người rất hiểu công việc của cô và không bao giờ ghen. Vì thế, cô có thể thoải mái diện những bộ váy gợi cảm lên sân khấu, diễn tình tứ với đồng nghiệp và trong chừng mực cho phép. Cô không lo ngại bị chồng ghen mỗi khi có người hâm mộ là nam giới bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho mình như khoác vai, ôm eo chụp ảnh. Thời gian đầu khi Minh Tuyết mới đi hát với Bằng Kiều, chính Diệp Kel còn giúp ý cô phải diễn sao cho tình hơn, có những cử chỉ động tác âu yếm, chiều mến hơn với bạn diễn khi đứng trên sân khấu. Trong hôn nhân, quan trọng nhất là chia sẻ và nói ra được với nhau. Người ta vẫn nói cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. Với tôi thì chừng nào tôi biết mình muốn đóng cánh cửa ở nhà thì tôi mới cho phép mình mở cánh cửa khác ra, còn không thì thôi, Minh Tuyết bộc bạch. Sau gần 2 thập kỷ chung sống với nhau, tới giờ Minh Tuyết và chồng vẫn còn là vợ chồng son vì chưa bận rộn chuyện con cái. Minh Tuyết thừa nhận, trước kia cô tạm hoãn chuyện con cái để tập trung cho sự nghiệp, song thời gian gần đây cô đã có kế hoạch sinh con. Vợ chồng Minh Tuyết tâm niệm, con cái là lộc trời cho, chỉ cần cả hai luôn yêu thương và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống với nhau, còn khi nào có con tùy thuộc vào duyên số. Sắp tới đây, Minh Tuyết sẽ từ Mỹ trở lại Việt Nam để tham gia trong live show Người Tình diễn ra vào tối ngày 23 tháng 12 tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Hà Nội. Cuộc sống giàu sang kính tiếng của ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương. Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương đều có cuộc sống giàu sang bên những người chồng thành đạt. Tuy vậy, cả ba đều kính tiếng về đời sống của mình. Bộ ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương được biết đến là những cô gái không những tài năng mà còn rất giàu có, quyền lực trong showbiz Việt. Cả ba người được sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, được thừa hưởng dòng máu yêu ca hát từ cha mẹ, song mỗi người lại chọn cho mình những lối đi riêng. Hiện tại, cả ba đều có cuộc sống giàu sang hạnh phúc bên những người chồng thành đạt. Bộ ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương. Cẩm Ly là người có thời gian hoạt động ca hát lâu nhất trong ba chị em. Sau gần 20 năm đi hát, Cẩm Ly luôn nằm trong top những nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại thị trường, ngay cả khi hát nhạc trẻ, thị trường, với Đan Trường hay chuyển sang hẳn là nữ hoàng nhạc dân ca, cô đều được yêu thích. Chồng Cẩm Ly là nhạc sĩ Minh Vi, chủ của một trong những hãng đĩa đầu tiên và danh tiếng nhất ở Sài Gòn. Hiện tại, gia đình Cẩm Ly đang sống trong một căn hộ hơn 1 triệu đô tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Khẳng định vị trí vững chắc ở dòng nhạc dân ca, Cẩm Ly là ca sĩ có giá cát-xê cao ngất ngưỡng ở showbiz hiện nay. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ còn đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi The Voice, Người Hùng Tí Hon. Những công việc này mang lại cho cô nguồn thu nhập không hề nhỏ. Cẩm Ly sống cùng chồng con tại một biệt thự có giá trị hàng triệu đô. Minh Tuyết, trong khi Cẩm Ly theo con đường một nhạc sĩ pop thời kỳ đầu và khéo léo nhanh gọn chuyển sang dòng nhạc quê hương và có danh tiếng tại Việt Nam, thì Minh Tuyết cũng đứng trên sân khấu hải ngoại đến 10 mấy năm và nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Kết hợp với Bằng Kiều, Minh Tuyết Bằng Kiều là đôi song ca ăn Ý có cát-xê thuộc hàng top ở hải ngoại. Đầu năm 2013, nữ ca sĩ này lên xe hoa, chồng cô là Diệp Nghi Khai, một người Việt thành đạt ở Mỹ. Đám cưới của cô được tổ chức tại một trong những khách sạn lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều khách mời là người nổi tiếng của làng giải trí. Sau khi kết hôn, Minh Tuyết vẫn tiếp tục tham gia ca hát, song cô khá kín tiếng về đời tư. Tuy nhiên, ít người biết chồng của Minh Tuyết là một đại gia thành đạt tại bang California. Anh bằng tuổi Minh Tuyết nhưng đã sở hữu khối tài sản triệu đô, cùng việc nắm trong tay nhiều dự án bất động sản lớn. Diệp Nghi Khai còn được rất nhiều đại gia kính nể vì sự hiểu biết, tài giỏi. Chồng của Minh Tuyết là đại gia thành đạt ở Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.